Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số biến âm cơ bản trong tiếng Hàn. Mình bắt đầu luôn nhé. Biến âm thứ nhất, khi pium cộng với niun hoặc miun thì pium được biến âm thành miun. Ví dụ từ này viết là sim niun nhưng phát âm là sim niun, sim niun. Hoặc từ này viết là ap mun nhưng phát âm là am mun, am mun. Hoặc là im ni ta viết là ip ni ta nhưng mình phát âm là im ni ta, im ni ta. Biến âm số 2, khi kiok cộng với niên hoặc là miên thì kiok sẽ biến thành yên. Ví dụ từ năm ngoái viết là chạc nhân nhưng phát âm là chàng nhân, chàng nhân. Hoặc là từ viết bảo tàng viết là phạc mùl quan nhưng phát âm là phạc mùl quan, phạc mùl quan. Hoặc là từ trong nước viết là cung nè nhưng phát âm là cung nè, cung nè. Hoặc là từ 1 triệu viết là pèng man nhưng phát âm là pèng man, pèng man. Biến âm số 3, những phát chim được phát âm là ti cực. Khi gặp miền hoặc niên thì ti cực đó biến thành niên. Ví dụ từ kết thúc cân na tả viết là cất na tả nhưng phát âm là cân na tả, cân na tả. Hoặc từ này viết là thuyền mùn nhưng phát âm là thuyền mùn, thuyền mùn. Hoặc từ này viết là miết miệng nhưng phát âm là miến miệng, miến miệng. Hoặc là khăn nân đê viết là khăn nân đê nhưng phát âm là khăn nân đê, khăn nân đê. Sau miệng hoặc yên là riêng thì riêng được phát âm là niên. Ví dụ từ đầu vớ viết là ưng riêu su nhưng mình phát âm là ưng nhô su, ưng nhô su. Hoặc từ chóng riêu chàng viết là chóng riêu chàng nhưng phát âm là chóng niu chàng, chóng niu chàng. Hoặc từ này viết là hè sông riêu nhưng phát âm là hè sông nhiều, hè sông nhiều, hè sông nhiều. Biến âm số 5, khi các phụ âm thường này kết hợp với hiệt thì sẽ là lượt biến thành các phụ âm bật hơi của nó. Kiệt thì biến thành kiệt, tê cực thì biến thành thiệt, piệt thì biến thành piệt và chiệt thì biến thành chiệt. Ví dụ như từ này viết là chúc ha ha ta nhưng phát âm là chu ka ha ta, chu ka ha ta. Hoặc từ này viết là hẹp khoa tròn nhưng phát âm là hẹp khoa tròn, hẹp khoa tròn. Hoặc từ này viết là ta tư ha ta nhưng phát âm là ta tư tha ta, ta tư tha ta. Hoặc từ này viết là ịp hắc nhưng phát âm là ịp hắc, ịp hắc. Hoặc từ này viết là yon sup ha ta nhưng phát âm là yon sup ha ta, yon sup ha ta. Hoặc từ này viết là cứ rõ chi man nhưng phát âm là cứ rõ chi man, cứ rõ chi man, cứ rõ chi man. Hoặc là chốt chi an tha phát âm là chốt chi an tha, chốt chi an tha. Biến âm số 6, khi chi cộng với nguyên âm y thì phát âm là chi. Ví dụ từ này viết là khát y nhưng phát âm là khát chi, khát chi. Hoặc từ này viết là phụ y tả nhưng phát âm là phụ chi tả, phụ chi tả, phụ chi tả. Biến âm số 7, khi ti cực cộng với nguyên âm y thì phát âm là chi. Ví dụ từ này viết là cụt y nhưng phát âm là cú chi, cú chi. Hoặc là từ này viết là he thổ y nhưng phát âm là he thổ chi, he thổ chi.
biến âm số 8 trước hiệt là riêng, miêng hoặc niêng thì hiệt bị câm và nối các phụ âm kia sang. Ví dụ từ này viết là il ha ta nhưng phát âm là i ra ta, i ra ta. Hoặc từ này viết là mal ha ta nhưng phát âm là ma ra ta, ma ra ta, ma ra ta. Hoặc từ này viết là sim ha ta nhưng phát âm là si ma ta, si ma ta, si ma ta. Hoặc từ này viết là kham hi nhưng phát âm là kami, kami. Hoặc từ này viết là yol sim hi nhưng phát âm là yol sim mi, yol sim mi, yol sim mi. Hoặc từ này viết là khán tan ha ta nhưng phát âm là khán ta na ta, khán ta na ta. Hoặc từ này viết là ưn heng nhưng phát âm là ư neng, ư neng, ư neng. Biến âm số 9 khi niên gặp rìl hoặc ngược lại rìl gặp niên hoặc rìl gặp rìl thì phát âm là chữ l cao trong tiếng Việt. Ví dụ khoái ly, khoái ly, giỏi lắc, giỏi lắc. Hoặc là soi lại, soi lại. Hoặc là chi liền, chi liền. Một từ khác Philippines, Philippines. Hoặc là Malaysia, Malaysia. Biến âm số 10 nếu âm tiết trước kết thúc là một phụ âm, âm tiết sau bắt đầu bằng nguyên âm i, ya, yo, yo, yu thì thêm chữ niên vào và phát âm là ni, nhà, nhỏ, nhổ, nhu. Ví dụ từ này viết là không ịp nhưng phát âm là không nịp, không nịp. Hoặc từ này viết là kép ịp nhưng phát âm là ken nịp, ken nịp. Đây là cái lá vừng mà người Hàn rất hay ăn đó, phát âm là ken nịp. Hoặc từ này viết là mùi yak nhưng phát âm là mùi yak, mùi yak. Hoặc từ này viết là Hàn Quốc giọng hoa nhưng phát âm là Hàn Cung giọng hoa, Hàn Cung giọng hoa. Hoặc từ này viết là chô rõ gió hèn nhưng phát âm là chô rong nhỏ hèn, chô rong nhỏ hèn. Hoặc từ này viết là cứ rong dù nhưng phát âm là cứ rong nhỏ, cứ rong nhỏ. Hoặc từ này viết là xích yong yu nhưng phát âm là si kyong nhiều, si kyong nhiều. Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ đó là từ pi ryo hata, từ này phát âm là pi ryo hata chứ không phát âm là pi nyo hata các bạn nhé. Hoặc là từ tiết kiệm phát âm là cho ryo hata chứ không phải là cho ryo hata các bạn nhé. Hoặc cũng có các trường hợp ngoại lệ đó là thứ hai phát âm là uo ryo il chứ không phát âm là uo ryo il. Hoặc là thứ năm mo kyo il chứ không phát âm là mong nyo il. Hoặc thứ sáu phát âm là khứ myo il chứ không phát âm là khum nyo il. Hoặc chủ nhật phát âm là i ryo il chứ không phát âm là il nyo il. Biến âm số 11 khi bát chim siột gặp nguyên âm thì siột nó sẽ biến thành ti cực và nối âm sang. Ví dụ từ này đọc là mô tòa yô, mô tòa yô. Hoặc là từ này đọc là cho tuổi cực, cho tuổi cực. Hoặc từ này đọc là cho tín sản, cho tín sản. Hoặc từ này đọc là mô ta ra hồ ta, mô ta ra hồ ta. Hoặc từ này phát âm là ma tọc ta, ma tọc ta. Tuy nhiên cũng có một trường hợp ngoại lệ đó là ma xít ta, ma xít ta. Ok, mình kết thúc video ở đây. Nhưng mình đã nói phát âm của các bạn phải chuẩn thì các bạn mới nghe được người Hàn nói gì.
Hy vọng sau khi xem video này, phát âm của các bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Annyeong.